Cô thân chào các em học sinh trường Chu An thân mến. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu bài vi khuẩn. Các em cùng quan sát hình 50.1 các dạng vi khuẩn. Vi khuẩn có những hình dạng nào? Vi khuẩn có dạng hình cầu, hình que, hình xoắn, hình dấu phẩy. Cấu tạo thì rất là đơn giản. Chỉ là một tế bào. Bên trong của nó có chút tế bào và chưa có nhân hoàn chỉnh. Vi khuẩn có kích thước rất là bé, từ 1 cho đến vài phần nghìn mm, cho nên mắt thường chúng ta không quan sát được, chỉ quan sát với kính hiển vi có độ phóng đại rất là lớn. Hầu hết vi khuẩn không màu, không chất diệp lục, cho nên nó vi khuẩn này không tự chế tạo được chất hữu cơ. Chúng phải sống bằng các chất hữu cơ có sẵn trong xác động thực vật đang phân hủy, gọi là hình thức hoại sinh, hoặc sống nhờ trên các hình ký cơ thể khác, gọi là hình thức ký sinh. Cả hai cách dinh dưỡng như vậy gọi là dị dưỡng. Vi khuẩn phân bố khắp mọi nơi trên trái đất này. Nơi nào các em cũng gặp được vi khuẩn. Ở trong đất, trong nước và trong không khí. Và vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể, cho nên nó có số lượng nhiều trong các môi trường phân bố. Vì sao? Vì chỉ trong 1 giờ, sau 12 giờ, thì người ta đã tính ra từ một vi khuẩn ban đầu nó tạo ra 10 triệu vi khuẩn mới. Nhưng trong thực tế, có nhiều điều kiện bất lợi đối với vi khuẩn trên, cho nên chúng bị chết nhiều. Rồi, bây giờ các em ghi bài phần này cho cô. Hình dạng và cấu tạo. Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau như hình cầu, hình que, hình xoắn, hình dấu phẩy. Cấu tạo đơn giản gồm phát tế bào, chất tế bào và chưa có nhân hoàn chỉnh. Dinh dưỡng, vi khuẩn sống dị dưỡng là chủ yếu. Ký sinh sống nhờ trên cơ thể khác. Hoại sinh sống bằng chất hữu cơ có sẵn trong xác động thực vật đang phân hủy và tự dưỡng, một số ít có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. Vi khuẩn nó có vai trò gì trong tự nhiên và đời sống con người chúng ta? Thì trong tự nhiên, vi khuẩn ký sinh với rễ cây đậu tạo thành các nốt sần. Và đối với con người chúng ta thì chúng ta gây nên hiện tượng lên men, được dùng làm thức ăn như là muối dưa, muối cà. Và vi khuẩn còn có vai trò làm sạch nguồn nước thải và môi trường nước nói chung. Các em quan sát hình ảnh xác của lá cây rơi xuống đất sau một thời gian sẽ bị phân hủy thành chất mùn. Và cây sẽ sử dụng chất mùn này để tổng hợp chất hữu cơ nuôi sống nó. Hình ảnh thứ hai, đây là hình ảnh than đá. Thì một số vi khuẩn phân hủy không hoàn toàn các chất hữu cơ, tạo thành hợp chất đơn giản hơn chứa carbon. Và những chất này bị vùi lấp hoặc lắng sâu xuống đất trong một thời gian dài, không bị phân hủy tiếp tục nữa, tạo thành than đá hoặc dầu lửa. Phần này cô đã nói ở bài cây dương xỉ rồi các em. Chúng ta thấy đây là những cái nốt sần cộng sinh trên cây đậu. Thì chỉ có những cây đậu mới có những cái nốt sần này, là do vi khuẩn cộng sinh với rễ cây đậu tạo thành các nốt sần. Và những cái nốt sần này nó có khả năng cố định đạm. Do đó trồng cây các họ đậu có nốt sần sẽ bổ sung nguồn đạm cho đất. Các bạn thấy người ta thường trồng xen canh cây đậu giữa các mùa vụ để nhằm tăng tức độ đạm cho đất trồng. Rồi, sữa chua, kim chi, cà muối thì là cũng là do vi khuẩn lên men. Và vi khuẩn cũng tạo ra nhiều loại thuốc. Giả sử như là cớm nè các bạn. Các bạn mà uống thuốc kháng sinh thì những cái kháng sinh này sẽ làm bất lợi cho đường ruột của các bạn. Thì thuốc sẽ kê thêm những cái cớm này cho các bạn để giúp phục hồi lại những cái men tiêu hóa, những cái vi khuẩn có lợi cho đường ruột, hay là sản xuất protein và bột ngọt.
chúng ta cùng nhau ghi bài. Vi khuẩn có ít ở trong tự nhiên, trong đời sống. Ở trong tự nhiên thì phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ để cây sử dụng, góp phần hình thành than đá, dầu lửa. Trong đời sống thì vi khuẩn cố định đạm, bổ sung nguồn đạm cho đất đối với nông nghiệp, chế biến thực phẩm, làm thức cho con người chúng ta như là làm giấm, muối dưa cà, làm sữa chua, bột ngọt, vân vân, và vai trò trong công nghệ sinh học. Nhưng mà không phải vi khuẩn nào nó cũng có ích hết, thì bên cạnh đó cũng có một số vi khuẩn có hại. Các em hãy kể tên một số vài bệnh do vi khuẩn gây ra. Vi khuẩn gây ra là như bệnh lao nè, thương hàn, viêm phổi, uốn ván và bệnh tả. Thì bên cạnh một số vi khuẩn gây bệnh cho con người thì vi khuẩn cũng gây hại đồ ăn cho chúng ta. Thịt cá các em để ở ngoài không bỏ trong tủ lạnh, sau một thời gian thì chúng ta thấy nó sẽ bị ôi thiêu. Vậy muốn thức ăn không bị ôi thiêu ta phải làm như thế nào? Thì các em phải bỏ trong tủ lạnh hoặc là ướp muối, phơi khô. Chúng ta cùng xem một số hình ảnh sau. Đây, xác của động vật chết ở ngoài đường. Vậy việc vứt xác động vật không đúng nơi quy định sẽ dẫn đến tác hại gì? Dẫn đến không khí bị ô nhiễm đúng không các em? Vì khi mà động vật nó chết nó sẽ phân hủy thì nó sẽ gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe con người chúng ta, gây ô nhiễm môi trường. Vi khuẩn gây hại ra những gì? Gây bệnh cho người, động vật, thực vật, hỏng thức ăn, ô nhiễm môi trường. Em cần phải làm gì để phòng chống tác hại do vi khuẩn gây ra? Chúng ta phải là vệ sinh cá nhân, nhà ở, lớp học sạch sạch sẽ, không ăn thức ăn đã bị ôi thiêu, bảo quản thực phẩm, làm lạnh, phơi khô, ướp muối, giữ vệ sinh môi trường, không vứt rác động vật bừa bãi. Và chúng ta cùng nhau ghi bài phần này. Vi khuẩn có hại. Cô trò mình đã tìm hiểu về vi khuẩn, bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về virus. Cô trò mình hôm nay phải ngồi học online, thì các em biết là tại sao không? Đúng rồi, là do gì? Dịch bệnh. Và dịch bệnh này là do virus CoNV gây nên. Chúng ta tìm hiểu xem, ngoài virus CoNV thì chúng ta còn có những cái loại virus nào nữa nha. Virus gây bệnh cúm H1N1, virus gây bệnh HIV, virus gây bệnh sởi và virus gây bệnh H5N1. Virus nó cấu tạo như thế nào? Thì virus này nó cấu tạo còn rất là đơn giản hơn vi khuẩn nữa đó. Và nó kích thước của nó lại rất là bé. Nó có thể sống ký sinh trên vi khuẩn. Rồi, bây giờ các em ghi phần virus. Đặc điểm của virus là kích thước rất là nhỏ, nhỏ hơn vi khuẩn. Hình dạng có dạng hình cầu, dạng khối nhiều mặt và dạng que. Cấu tạo là đơn giản, chưa có cấu tạo tế bào, sống ký sinh bắt buộc và thường gây bệnh cho vật chủ. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Cô thân ái chào các em và chúc các em học tốt.